Nguyễn Hiếu và Yến Ngọc xin được kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 9 có những nội dung chính sau. Chủ tịch nước gửi văn thưởng, dân hương, dân quà tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Láng Nà Nưa trong khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào. Giới thiệu sách chuyên khảo nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh. Nhu cầu vốn gia tăng khi xuất khẩu gạo khởi sắc. Chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Tiếp tục chương trình công tác tại Tuyên Quang, ngày 24 tháng 9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác thành kính dâng hương dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Láng Nà Nưa, trong khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào. Trong không khí của những ngày tháng 9 lịch sử, nhớ về tinh thần bất diệt cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn dành phút mặc niệm, tưởng nhớ bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của người, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, suốt đời cống hiến cho độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, cho tự do hạnh phúc của nhân dân. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác dâng hương tại đình Tân Trào, nằm ở phía tây thôn Tân Lập, xã Tân Trào, là nơi diễn ra Quốc dân Đại hội, tiền thân của Quốc hội Việt Nam. Tại đây, ngày 16 và 17 tháng 8 năm 1945, Quốc dân Đại hội đã họp thông qua chủ trương tổng khởi nghĩa, giành chính quyền và 10 chính sách lớn của Việt Minh, bầu ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời, do đồng chí Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dâng hoa dâng hương tại khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào. Những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt đời cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu di tích Ban Thường trực Quốc hội, thôn Đồng Mà, xã Trung Yên, nơi ở và làm việc của Ban Thường trực Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, giai đoạn 1952-1954. Thưa quý vị, Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ 7 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày hôm nay 25 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9. Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ 7 có sự tham gia của 420 đại biểu. Đây là những điển hình tiên tiến đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh, có thành tích xuất sắc, có công trình phần việc phát minh sáng kiến trong lĩnh vực đang học tập, lao động, công tác. Đại diện tiêu biểu trong tập thể thanh niên ở các địa phương đơn vị, có đạo đức tốt, tích cực tham gia các hoạt động công tác xã hội, có uy tín và ảnh hưởng tốt trong đoàn viên thanh niên, được cấp ủy, lãnh đạo, cơ quan đơn vị và xã hội ghi nhận. Tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Phạm Thị Như Thúy vừa có buổi giao lưu và giới thiệu sách chuyên khảo, nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh. Cuốn sách được chia thành 4 chương chính, đi từ những nội dung chung đến những nội dung cụ thể trong việc khảo sát văn chính luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm chuyên khảo nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh giúp chúng ta nghiên cứu học tập ở Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách tư duy, phong cách diễn đạt và phong cách ứng xử trên tất cả lĩnh vực. Thông tin kinh tế. Thưa quý vị, 25.000 là số doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp hỗ trợ trong cả nước. Trong này thì có hơn 96% doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa. Theo Bộ Công Thương, hiện nhu cầu thị trường ngành công nghiệp hỗ trợ được đánh giá rất tiềm năng khi đạt khoảng 300 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Các doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia cung cấp linh kiện ngành ô tô, xe máy, điện tử cho các tập đoàn lớn. Chưa dừng lại đó, thời gian qua, nắm bắt được năng lực cung cấp ngày càng cao tại thị trường Việt Nam, nhiều chuỗi cung ứng lớn toàn cầu đã đến tìm kiếm nguồn cung ứng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Để góp phần vào mục tiêu của chính phủ đề ra phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 1,5 triệu doanh nghiệp hoạt động, năm 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, các chuyên gia cho rằng việc thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương, khai thác tốt các tài nguyên bản địa sẽ thúc đẩy phong trào khởi nghiệp phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Và để tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất các địa phương cần khai thác có hiệu quả hơn nữa những tài nguyên bản địa. Ngoài các hoạt động định hướng phối hợp hợp tác giữa các địa phương, liên kết vùng và trung ương, thì cần đẩy mạnh thúc đẩy sáng kiến, huy động nguồn lực các bên
để kết nối các mạng lưới, các trung tâm đổi mới sáng tạo tạo thành trung tâm vùng. Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai ổn định. Mỗi ngày thì có từ 350 đến 400 xe hàng xuất nhập khẩu. Để tạo điều kiện hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, thời gian qua, tỉnh Lào Cai và các ngành chức năng đã tiếp tục cải cách hành chính, điều chỉnh các loại phí hạ tầng cho phù hợp với điều kiện thực tế. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai cũng đã chính thức triển khai ứng dụng số tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành nhằm rút ngắn thời gian thông quan, xuất nhập khẩu hàng hóa, giúp doanh nghiệp làm thủ tục, tra cứu, theo dõi từ xa, nắm bắt được thủ tục hành chính của doanh nghiệp đang ở công đoạn nào, vướng mắc ở đâu. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, thì trong 8 tháng của năm 2023, lượng sầu riêng tươi xuất khẩu đạt hơn 300.000 tấn. Còn với sầu riêng đông lạnh, cũng có tới 23 thị trường xuất khẩu. Và trong năm 2023, Việt Nam đã xuất đi 10 thị trường đối với sầu riêng đông lạnh. Điều này chứng tỏ thị trường sầu riêng của Việt Nam tương đối đa dạng. Ngoài Trung Quốc là thị trường chiếm đến 90% tổng lượng sầu riêng tươi xuất khẩu, thì những thị trường khác vẫn còn dư địa để có thể tập trung phát triển. Và sắp tới, Cục Bảo vệ Thực vật tiếp tục mở cửa thị trường cho sầu riêng sang Ấn Độ, một thị trường tỷ dân rất tiềm năng. Như vậy, nghĩa là sầu riêng còn nhiều dư địa thị trường để phát triển, miễn là đảm bảo được tổ chức sản xuất và đảm bảo được chất lượng của thị trường. Xuất khẩu gạo 8 tháng của năm nay đã đạt hơn 5,8 triệu tấn, mức cao nhất từ trước tới nay, thu về khoảng 3,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 36% về giá trị so với cùng kỳ. Xuất khẩu khởi sắc kéo theo nhu cầu vốn ngân hàng cho lĩnh vực này cũng tăng trưởng mạnh hơn so với các ngành khác. Nhận thấy tiềm năng của ngành lúa gạo, doanh nghiệp này đã mạnh dạn gia vốn đầu tư hệ thống công nghệ sấy và xay xát đồng bộ, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Mỗi năm, sản xuất được hơn 80.000 tấn gạo. Xuất khẩu thuận lợi, doanh nghiệp được ngân hàng cấp sẵn hạn mức trên 100 tỷ đồng, đồng thời được hưởng mức lãi suất ưu đãi. Đỉnh điểm là 9.5. Thì hiện tại là đã hôm nay thì đã giảm xuống còn 6.5, thì cũng giảm được 3%. Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp này đã được giảm lãi suất 3 lần, giúp họ có điều kiện cân bằng chi phí khi giá thu mua lúa tăng cao. Là cái giảm lãi nó rất có ý nghĩa với doanh nghiệp. Trong cái bối cảnh mà cạnh tranh trên thị trường, thì doanh nghiệp nào có cái chi phí đầu vào mà thấp, quản lý được chi phí tốt thì nó sẽ được vững và nó phát triển và nó có lợi nhuận. Theo Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng đã cho vay gần 103.000 tỷ đồng với riêng ngành hàng lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long, tăng 9%, cao gần gấp đôi tăng trưởng chung toàn nền kinh tế. Tăng trưởng tốt nên các ngân hàng cũng phải cạnh tranh nhau để cho vay lĩnh vực này. Ban hành ra cái chương trình tín dụng để hỗ trợ thu mua lúa gạo khu vực miền Trung Tây Nguyên cũng giống như đồng bằng sông Cửu Long, để phục vụ cho hoạt động tiêu dùng nội địa và xuất khẩu với cái chương trình lãi suất hấp dẫn chỉ từ là 4,1% đối với USD và 7% đối với cả Việt Nam đồng. Chuỗi chúng tôi tài trợ cho từ người trồng lúa, người thu mua cho doanh nghiệp xay xát, doanh nghiệp xuất khẩu và tài trợ cho cả những khách hàng mà phân phối đầu ra, khách hàng nhỏ lẻ phân phối đầu ra và tài trợ cho cả người tiêu dùng. Mở rộng cho vay theo chuỗi cũng là đề xuất được nhiều doanh nghiệp kiến nghị với các ngân hàng để tạo đà hỗ trợ tốt hơn cho lĩnh vực lúa gạo. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng mong muốn được giảm thêm lãi suất vay vốn bằng ngoại tệ do họ có nguồn thu ổn định từ xuất khẩu. Tối qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ban hành công điện số 11 gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, các bộ ngành liên quan, chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Theo đó, Ban Chỉ huy các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển, biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho các hoạt động trên biển và nuôi trồng thủy hải sản. Chủ động cắm biển và đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại các chòi canh, lồng bè, tùy theo diễn biến của áp thấp nhiệt đới. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc, 111,1 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 340 km về phía đông đông nam, cách Quảng Ngãi khoảng 240 km về phía đông. Và sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ từ 10 đến 15 km/h. Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Từ chiều tối nay, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm cả quần đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và quần đảo Cù Lao Chàm, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Trên đất liền, vùng ven biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam và phía bắc của tỉnh Quảng Ngãi, đề phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sâu trong đất liền có gió giật cấp 6, cấp 7. Nhận định về tình hình lũ trên sông tại các khu vực, Phòng Dự báo Thủy văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cho biết, khu vực Nam Bộ trên sông Đồng Nai có khả năng xuất hiện từ 1 đến 2 đợt lũ. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long có xu thế lên dần và có khả năng đạt đỉnh vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm 2023. Để giảm nhẹ thiệt hại do lũ trên các sông, Phòng Dự báo Thủy văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ khuyến cáo, chính quyền và các đơn vị chức năng cần cung cấp nhanh, kịp thời thông tin về lũ cho người dân, đặc biệt là những người dân sinh sống quanh khu vực ven sông. Vận động tuyên truyền cũng như là thực hiện lệnh cấm tuyệt đối người dân hoạt động tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao, dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt. Theo ứng dụng mạng lưới quan trắc môi trường không khí độc lập đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam phủ rộng tại 63 tỉnh thành phố của Việt Nam, hiện nay thì chỉ số không khí nhiều điểm ở Bắc Bộ ở mức có hại cho sức khỏe và tập trung chủ yếu ở Hà Nội và các tỉnh lân cận. Theo các chuyên gia khí tượng, hiện tượng sương mù vào sáng sớm cùng với tình trạng ô nhiễm môi trường là một trong những nguyên nhân khiến chất lượng không khí xấu đi. Sương mù làm giảm tầm nhìn, có khả năng gây nguy hiểm đến giao thông, lưu lại khói, bụi, các chất độc hại trong không khí. Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường đã ra văn bản đề nghị các địa phương tập trung nguồn lực tăng cường các biện pháp kiểm soát ô nhiễm bụi trong không khí, tổ chức kiểm tra, giám sát, yêu cầu nghiêm các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn thực hiện các biện pháp kiểm soát, đảm bảo xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì mỗi người sẽ có mỗi cách khác nhau để tìm được niềm vui cho bản thân. Trong đó có một người đàn ông tại thành phố Cần Thơ chọn cách trở thành shipper miễn phí để làm niềm vui mỗi ngày của mình. Dân già hơn 15 năm qua, dù ngày nắng hay là mưa, thì người đàn ông này vẫn thầm lặng chở rau củ quả miễn phí từ các chợ đến các nhà chùa, bếp ăn từ thiện. Có lẽ đối với ông, sự cho đi này chẳng cần nhận lại bất cứ điều gì. Cứ đều đặn mỗi sáng sớm, ông Trần Quốc Diệt, ngụ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, sẽ có mặt tại các chợ của thành phố Cần Thơ để lấy rau của các tiểu thương đem đến cho các ngôi chùa và bếp ăn từ thiện ở thành phố Cần Thơ, Hậu Giang và Vĩnh Long. Thì hồi năm 2000 đó, sư phụ cũng dẫn lại chùa, rồi gặp mấy chị em á nhờ chở đồ, cái đồ cái tự cái quen luôn, rồi xuống chợ rồi mấy chị tiểu thương đó mới cho đồ chở đi các chùa. Thì các chị em tiểu thương ở chợ Tân An gỡ đồ mình đem tới chùa rồi bệnh viện đó cho thầy cô nấu cho tôm Phật tử rồi mấy thầy ăn là mình thấy vui rồi. Với mấy người bệnh ở trong bệnh viện đó, mình thấy trong người nó vui. Gia cảnh ông Diệt khó khăn, vợ làm thuê, còn ông sức khỏe yếu nên chỉ tham gia làm công quả. Dường như các tiểu thương đã quen với hình ảnh người đàn ông với chiếc xe cà tàng chở rau củ của ông Diệt. Dù xa hay gần, chỉ cần có người gọi điện thoại muốn gửi tặng rau củ, quần áo cho chùa hoặc bếp ăn từ thiện, thì ông Diệt sẵn sàng đến nơi chở miễn phí ngay. Chú Diệt chú chở cũng như là rau củ rồi quần áo cũ là cũng nhiều năm rồi, mà chú cũng chở rau củ cho nhiều chùa khác nữa. Chú có tấm lòng cũng như là ở trong đạo thì nói chú là một vị là Bồ Tát để hỗ trợ các chùa, còn như ở ngoài xã hội thì nói chú là một người để đi từ thiện. Chú có tấm lòng rất là tốt và lo cho những hộ nghèo khổ chở quần áo cũ
rồi cái gì mà nồi ơi chén bát, cái gì mà cũ mà ai cho là chú cứ vận chuyển vô chùa Long An. Dù đã ở cái tuổi ngoài 50, sức khỏe cũng không còn như trước sau một cơn tai biến. Thế nhưng đối với ông, còn bao nhiêu sức thì dành hết cho công việc từ thiện. Ngoài công việc chở hàng, chủ nhật hàng tuần, ông Dì còn tham gia nấu cháo từ thiện ở Vĩnh Long. Hành trình một ngày đôi khi kéo dài đến tận đêm vất vả. Nhưng đối với ông, được cho đi là niềm vui không có gì đong đếm được.